Đang nói cái nó văng nữa. Anh Facebook làm như anh ganh tị với tôi hay gì. Hồi nãy là mình đầu tiên là mình làm sạch da ha, xong rồi mình làm nở lỗ chân lông ha, rồi mình hút dầu ha, xong rồi sau đó mình mà massage cho nó tuần hoàn máu, rồi mình bôi serum đặc trị của cái liệu trình này, rồi mình đó cái serum nè, rồi bước tiếp theo là mình giống như lăn kim hả ta, đâu phải lăn kim đâu. Nó nhẹ hơn lăn kim. Tại vì da lan mỏng cho nên là không có dùng đầu kim để cho dưỡng chất nó thấm vô, chỉ dùng vẫn là dùng cái đầu máy massage đó thôi. Còn ai mà vô đây mà bị lăn kim là biết mặt dày rồi đó. Ba 438 Võ Văn Tần ngay góc Cao Thắng, có một chi nhánh nữa đó là đường Lý Chính Thắng ngay góc Kỳ Đồng, 235 Lý Chính Thắng. Nó nhỏ quá không nghe hả? Alo. Chị thương em Nguyễn Thị Dung đang đi spa mở nhạc thiền mà kêu tôi nói lớn. 438 Võ Văn Tần. Mai Phan Nguyệt Ngân, ừ chị cũng thích chị trong mặn hương muối lắm. Trời ơi, Hồ Giang chăm đi spa mới được đẹp vậy đó em. Hết pin bà Phước ơi, văng luôn. Mình có đồng tiền điếu nè mấy bạn. Bánh gạo ơi, em chị nghĩ là em nên ra cho mấy chị chuyên viên tư vấn ở đây, mấy chị sẽ coi da của em như thế nào, rồi mấy chị sẽ tư vấn cho em làm ở cái mức độ nào và làm trong bao lâu, chứ chị không trả lời được, tại vì mỗi người, mỗi cái da của mỗi người khác nhau á bé. Võ Hoàng Dung chắc năm sau chị mới trở lại Buôn Mê Thuột quá. Bạn đã hỏi chi nhánh Bilat nè. Bilat, địa chỉ của Bilat là 438 Võ Văn Tần, ngay góc Cao Thắng, của chỗ đậu xe thiệt đẹp, toilet thiệt đẹp. Trời ơi, tôi đã nói cái mặt tôi nó bị dài cục tàn nhang của nó, mặt tôi mụn mụn đâu mà mụn, nó mà tôi mụn tôi giận dễ sợ luôn á. Muốn qua đây nặng mụn cũng có nữa. Ồ, cu máy qua nách. Chị ít uống nước đó nên chị sẽ ráng ăn nước. Mấy cái mục thâm này thì hết, nhưng mà do là nó là mụn mà chỉ cứ cậy 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 á, nên là nó hơi thâm hơn bình thường, nên nó sẽ mất thời gian hơn. Khả Quyên, chị có thuốc nào uống vô là hết yêu chị không?
bất khả kháng rồi em, hết thuốc trị rồi nha, nên em cứ phải điều trị như vậy hoài thôi. Ừ, bác sĩ bó tay rồi, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thi Trần, chị đang ở Belas nè. Em có nhu cầu em qua đây đi. Chị đang làm cái liệu trình trắng da, snow white skin. Da sẽ trắng như bạch tiết, chứ không có giống bảy chú lùn. Không có anh Bình đi em ơi, anh Bình anh không thích trắng. Anh thích nâng cơ hả? Ngân Phạm bên đây thì nhiều giá lắm em, phải tùy coi da da em nhiều mụn hay ít mụn, khó làm hay dễ làm dài hay làm ngắn, nên là chị hỏi thì nó nhiều giá quá nên chị cũng khó hỏi, em cứ qua đây cho mọi người tư vấn nha. À, sĩ đặng che gì nè, chị phải làm thì nó mới đẹp đó em, chứ chị mà bỏ phí cái mặt chị là cái mặt chị như cái mền rồi. À, các bạn muốn chăm sóc về da thì các bạn cứ qua đây tư vấn đó, mà các bạn muốn làm những cái dịch vụ bên này, còn không thì các bạn đi xài dưỡng da, những cái loại dưỡng da nào mà các bạn tin tưởng và các bạn thường dùng á nha. Thúy Hồng, cả đất nước này đều biết ca sĩ Khởi My nha em ơi, bé Khởi My nó nổi tiếng mà. Chị đi Đắk Nông về rồi, về tối hôm qua. Xu Nguyễn, à, mình đi mần trắng mình đi quay mình khỏi trang điểm, mà mình sợ đen thì mình sẽ chống nắng nên nó sẽ không đen đại. Các bạn đừng có quan điểm rằng là đã đẹp rồi thì không đi làm, tại vì mình phải làm rồi mình mới đẹp, mình phải biết chăm sóc da thì mình mới đẹp nha. Miễn sao mình đừng có cắt có gọt thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này thôi. Chứ nếu mà những cái dịch vụ như thế này thì mình có điều kiện thì mình vẫn cứ làm. Đó là cái cách để mình chăm sóc, bảo vệ da mình, bảo vệ nhan sắc mình thôi. Da chị là da bình thường. À, đi quay nhiều quá thì nó sẽ có dầu. Kiều nữ một thời, vậy là giờ hết thời rồi hả em? Còn mà chị không có lăn kim, tại vì da chị mỏng lắm nên chị lăn kim thì nó sẽ đỏ, nên là ở đây mấy chị chỉ cho chị massage bằng cái đầu mềm mềm chứ chị không có lăn kim. Chồng tôi đi đâu rồi, chồng tôi hết cà nhây với tôi rồi. Chị ở uống nước nên môi chị khô. Á, chồng đây. Chồng ơi, mặt em bữa nay là 18 chén chè. À, mập mập cỡ anh cũng có thể quỳ lại được luôn á, dư chỗ cho anh lại quỳ luôn á.
Vivi chị làm spa ở tên spa là Belas, địa chỉ là 438 Võ Văn Tần, ngay góc Cao Thắng. Nó có một cái chi nhánh nữa là trên đường Lý Chính Thắng ngay góc Kỳ Đồng nha em nha. Ở đâu cũng có chỗ đậu xe hết. Nẵng luôn. À, có ở Đà Nẵng nữa à, thông tin cho các bạn. À đúng rồi, có ở Đà Nẵng nữa. Đà Nẵng là 60 Nguyễn Văn Linh. À, Là sau collagen vàng. hồi nãy là cái collagen tươi, còn cái này là cái collagen vàng. Nó giống như nền ha, giống kem nền đúng không chị? Phương Thảo ở bên đây nhiều gói chăm sóc da lắm. Chị hay làm oxy nè, hay làm vitamin C nè, hay làm collagen nè. Cho nên là em muốn hỏi cái gói nào cho chị không có trả lời cho em được. Em nghiên cứu ở trên Facebook, tại vì Belas cũng có cái trang Facebook, thì em nghiên cứu trên đó, còn hoặc là em cứ ra thẳng đây để em nhờ mấy chị tư vấn cho em nha. Chị làm ở đây, mình làm ở đây 2 năm, mình theo cái spa này 2 năm rồi, cho nên là da mình bên đây thì mấy chị bên đây đã thuộc rồi, mình chỉ cần đem cái mặt mình tới là cái chị sẽ biết là chị sẽ làm gì. Cũng khó mà tư vấn cho các bạn về cái giá cả và như thế nào. Các bạn cứ lên đây, hồi đầu mình cũng phải lên đây để mà mình nhờ tư vấn, mình mới biết là mình sẽ làm gì. Dạ hôm nay em rất là lên cân đó mấy anh mấy chị. Ồ, chị em nói cái này là một chút trắng nhưng mà tiếc. Hết hồn luôn. Mặt thịt đại cao thủ. Từ hồi lấy chồng tới giờ là chỉ có ăn rồi ngủ rồi đi làm thôi, không có ưu tư buồn phiền gì hết, cho nên nó mập mập dữ lắm. Mỹ Linh à, mày hỏi khó quá à. Sao tao biết được, sao mà tao không già? Tao cũng già chứ, mà tại vì tao tao chịu khó chăm sóc da, chịu khó chăm sóc tao nên tao chưa già. Chị chưa ra tính tiền nên chị cũng không biết nhiêu em ơi. Mấy lần chị làm oxy thì một lần chị làm oxy là nhiêu tiền đó? 1.150.000 đấy. Một lần chị làm oxy là 1.150.000. Mandy Huỳnh, chị cũng không biết là loại nào tốt, vì vấn đề là nó cái da em nó sẽ phù hợp với lại cái liệu trình nào, da em đang bị cái gì thì nó sẽ, thì ở đây các chị sẽ làm cho em cái liệu trình để nó phù hợp với da của mình, chứ chị cũng không biết cái loại nào là tốt hết bé, loại nào thì cũng tốt hết, nhưng mà vấn đề nó có phù hợp với mình hay không. Oxy là mình thổi oxy, mình cho oxy nhìn cho da mặt mình nó có nó được cung cấp thêm nhiều oxy, tại vì thường mình đi làm việc ở ngoài đường, ngoài trời, ngoài nắng, ngoài nóng, da mình bị thiếu oxy gì lắm, thiếu oxy giống như thiếu nước vậy đó. Em thiếu oxy rồi em không thở được đâu, da em thiếu oxy thì da em cũng không thở được. Sau khi mà mình lấy cái collagen vàng lên thì mình lấy cái chai xịt sơn á đó. Đó, thì mình xịt, Thịt mình khoáng. xịt thì mình lấy chai sơn với nước khoáng vô mình xịt. Đúng rồi, chị đang làm cái nghe mấy chị ở đây nói là mình ấy cái này thì da mình nó sẽ giống như là có phấn vậy đó. Mình khỏi cần phải 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 đánh phấn, tại vì ngày nào chị cũng quay phim chị cũng đánh phấn thì chị mệt. CC cream Đây là CC cream. Cái CC cream này một lần là nhiêu? 2.800.000. 2,8 triệu. Giá bình thường là 2,8 triệu, nhưng mà cũng nói chung cũng tùy mặt mình.
À, mặt chị bự vậy 2,8 triệu, mặt các em lên chắc có 1,2 triệu à. Dạ em lên lên đi, chừng nào em đi thì em nói chị để chị gọi cho mấy chị ở trên đây nha. À, mặt em gấp đôi mặt chị á, nên mấy chị phải cân đối dòng tiền lại. À, cái này nếu mà như da của những bạn mà ấy thì có thể là có những bạn sẽ được lăn bằng bằng kim, bằng cái đầu kim thì nó sẽ thấm sâu hơn. Còn như da chị thì tại vì da chị là da mỏng, da chị mỏng lắm, toàn là gân máu không nè, em thấy không? Mấy cái này em thấy là gân máu với lại mấy cái đốm mà mụn chị khải, chứ chị không có mụn mấy cái mụn cũ á. Da chị hiện tại là đang rất là sạch mụn, nhưng mà do là da chị mỏng mỏng quá nên nó dễ đỏ nè, nên là các chị ở đây sẽ không có làm bằng cái đầu kim mà làm bằng cái đầu mềm mềm. À, làm vậy nó không có ngứa, nó không có nhột mà nó tê tê, nó đã lắm, nó giống như được massage rần rần rần. Giống như em mua một cái ghế massage về mà thay vì em đặt cái lưng vô thì bây giờ em úp cái mặt vô đó là nó rung rung như vậy đó. Ồ, đừng nghỉ một tuần lễ nên sơn móng tay rất đẹp nha cô Giáp. Thúy Huyền, chị đánh son mà vẫn không hay đánh son mà vẫn không thâm, đó là do chị xài những cái loại son nó phù hợp với mình, nó tốt, nó có hiệu quả, nó không có những cái chất làm cho hư môi đó, thì cho nên là nó sẽ không thâm. Dương Võ trả cho, nếu mà chị đã không thích thì trả cho chị 200 triệu hay 1 tỷ bạc chị cũng không có bia đâu nha em nha. Tôi đang bơm cái kem vô mặt mà kêu tôi cười chắc hồi nhăn nền. Chị vẫn đang đóng phim gì đi tí ơi, chưa có xong. 26 tháng 10 này phim mới của chị phát sóng đài SCTV 14. Phim Nó Là Con Tôi, phim này chị đóng chung với anh Bình đó. Đúng rồi, CC Cover Blast Bar. Không phải là làm một bên mà làm nửa bên trước cho nó xong rồi mình mới làm nửa bên kia, chứ mình bôi đầy mặt rồi mình làm bên đây không mình làm bên đây chưa xong rồi bên đây đã khô queo rồi, nên mình làm cuốn chiếu. Bạn Thi Trần hỏi chị là một liệu trình giá bao nhiêu nè. Mặt mập như chị đó em thì 2 triệu mấy 3 triệu gì đó, còn mặt ốm ốm thì chắc ít hơn chứ chị chưa biết thì chị chưa ra tính tiền. Mỹ Linh, cái này tao làm là 2 triệu mấy á Linh à. Trời ơi, tôi điệu lắm á má ơi. Thái Trần Gia Thuận, em làm ở Belas Spa 438 Võ Văn Tần. Giáp hả? Mặt em chắc 15 triệu đó Giáp. Mặt em nhỏ, chắc 15 triệu. Chị không có lăn kim nên không có đau. Cái này nó chỉ là cái đầu massage thôi, đã lắm. Thành Nguyễn, bớt bớt bình bông nải chuối đi nha. Đeo Trần, em tặng cho chị hả? Chị sơn móng tay mua ở chợ của Thái Lan, chợ trời Thái Lan, tính ra giá Việt Nam chỉ có 7.000 thôi, nhưng màu rất đẹp, kim tuyến kim sa hợp lụ, nó phù hợp cho những buổi cúp điện.
Huyền Huyền em hãy để cho chị này chị làm cho nó mặt chị nó đều, chứ em đừng kêu chị hát nghe. Chị hát là cái mặt chị không đều luôn đó, tội nghiệp chị. Chị không có lăn kim tới bầu gốc mà chị đang làm cái liệu trình cấy collagen, nói chung là làm xong mặt trắng bóc. Nó còn hơn cả... Đúng rồi, cấy phấn đó, cấy phấn đó. À, chị rất là sợ đau nên chị không có muốn làm răng. Mà chị thấy răng chị vẫn đẹp. Ai chê thì chê, nhưng mà chị thấy răng chị vẫn ok. Chưa có đến nỗi phải làm nên chị không làm. Một lần làm gì giữ được bao lâu? Thường thường nó sẽ lên cho mình được từ 2 đến 3 tông màu da đó chị. Giữ cho mình khoảng từ 1 tuần có thể hơn, nhưng mà kết thúc liệu trình thì nó sẽ giữ mãi chị được như vậy. À, tức là cái này là không phải giống như là mình đánh phấn. Mình đánh phấn thì ngày nào mình cũng phải đánh, mình tẩy trang là bôi, không phải là như vậy. Cho nên là các bạn phải làm các bạn phải làm nó có liệu trình và nó có tức là các bạn phải lên đây, mấy chị ở đây sẽ tư vấn cho các bạn là da của các bạn cần làm trong vòng bao lâu, một tuần là một lần hay một tháng là một lần, và làm trong vòng thời gian bao lâu thì nó sẽ giữ da như vậy hoài luôn. Và dĩ nhiên cái gì nó cũng phải có hạn sử dụng của nó. Nó có thể xài được 6 tháng, một năm hoặc là 7 8 tháng gì đó tùy ha. Các bạn cứ lên đây các bạn tư vấn, các bạn nghe tư vấn chứ hỏi chị mấy cái vấn đề này thì chị cũng không rõ lắm. Ủa Kiều Nữ và Đại Gia đang chiếu lại hả bạn? Mít. Đúng rồi, cái này là cái phấn cho da. À, tại vì chị nghĩ là mỗi ngày chị đi quay và make up hoài á, nên là thôi mình làm cái này luôn cho nó mình đỡ cái cực. Chị chưa biết được là mình sẽ làm trong bao nhiêu lần thì da nó mới trắng lên luôn. Chị vẫn đang theo cái liệu trình này. Em cứ lên đây để cho mọi người tư vấn cho em nha, Yến Phương. Mà dĩ nhiên là nó không thể nào mà giúp cho em trắng suốt đời được. Nó có phải có cái hạn sử dụng của nó. Vivasuri chị xài tùm lum hết á. Ai cho chị gì chị xài đó. Chị xài nhiều hãng. Có khi chị xài Lancome, có khi chị xài Chanel, có khi chị xài The Face Shop, có khi chị xài đồ handmade nữa. Tommy, nói chung là các bạn phải nghe tư vấn chứ mình cũng không biết là mình làm trong thời gian bao lâu. Dạ em mới làm lần đầu nên giờ em cũng chưa biết là chừng nào em sẽ quay lại để em làm. Thường thì chị thấy nếu mà mình làm đều đặn thì mình nên làm một tuần một lần. Chị nghĩ vậy thôi nha, chứ chị cũng chưa biết. Ở đây mấy chị chưa nói với chị. Nên em các bạn cứ lên đây các bạn nghe tư vấn nha. Chị đang làm liệu trình cấy phấn cho da để chị khỏi phải make up nữa. Cô Giáp, cô cứ gửi lên cho tôi là tôi ăn hết. Chứ cô đừng có hỏi cái giọng xéo sắc đó nha. Bạn mì tôm hỏi chị là có đau không chị? Không. Tê tê đã lắm, mắt xa đã lắm, không có đau đâu. Em cứ an tâm.
Các bạn hỏi rất là dễ thương, mà Phạm Phương Thảo hỏi là làm vậy rồi hai con mắt đen thui rồi sao chị? Cái này đó, đâu có đưa vô cái vùng mắt được, tại vì cái vùng mắt của mình nó mềm lắm, mình đưa vô vùng mắt rồi nó hư con mắt mình sao. Xíu con đắp mặt nạ vàng đó mà chị, mặt nạ bạc chị đưa mắt đắp mặt nạ bạc nó cũng sẽ giúp làm giảm phù trong mắt. Hai con mắt nè, cái vùng mắt này thì các bạn vẽ chân mày nè ha, rồi cái vùng này các bạn vẽ kim tuyến đồ lên là nó sáng lấp lánh. Da mụn li ti có làm được không? Được em trị cho, trị mụn đi, trị cho nó hết mụn đi rồi 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 làm ha. Ok Ngọc Quỳnh, chị làm xong chị sẽ chụp hình điên đảo. Nguyễn Thị Hà, bà hỏi tuổi gì mà bà kêu tôi trả lời? Các bạn, ở đây là Bellas Spa 438 Võ Văn Tần, ngay góc Cao Thắng, có chỗ đậu xe, có mấy anh chàng giữ xe rất đẹp trai. Nếu mà ra dẹo dẹo ảnh thì không tốn 20, còn mà không dẹo thì tốn 20 ráng chịu. Toilet rất đẹp, nhân viên tư vấn rất dễ thương. Dịch vụ này có giá là 2,8 triệu nha. 2,8 triệu một lần làm đó bạn. Cái này thì không có hư da khoan, chị cam đoan với em là những cái dịch vụ về làm đẹp này thì không có hư da đâu, tại vì chị theo cái Balas Spa này 2 năm rồi, và những cái loại mỹ phẩm để mà làm cho khách hàng bên đây á thì là những cái mỹ phẩm rất là tốt, được nhập từ Pháp, từ Hàn về, chứ không phải là mỹ phẩm tự làm, nên nên là các bạn cứ yên tâm ha. Cái này mình cấy vô da cho nên là mình không cần phải trang điểm, thì cho nên là mình sẽ không phải tẩy trang, cho nên là Phạm Lê Quỳnh Như bạn cứ yên tâm. Liệu trình thường dao động từ 5 đến 10 lần nha bạn, Sài Gòn Nail Khoa. Nguyễn Hạnh, răng cô thì không đẹp đâu, nhưng mà nói chung là cô vẫn còn xài cái hàm răng này được, chưa đến nỗi là phải làm răng mới. Chừng nào đi trồng răng sứ thì chắc phải liên hệ với gốm sứ Minh Long á. Vùng mắt sao mà cấy được mấy bé ơi, trời ơi. Mặt như cái mâm vậy đó. Bạn này bạn nói mà tôi đau lòng dễ sợ. Bạn chờ đi, sang năm thôi, mặt tôi sẽ thon gọn. Liệu trình của collagen, cái collagen vàng với điểm là 1 tuần một lần nha bạn, 1 tuần là một lần. Huyền Huyền, dịp hàng tôi hả? Một lần làm thì chắc tầm khoảng 2 tiếng đó. Làm thì ít lắm, nhờ massage rồi rồi bà tám rồi thì nhiều. Đúng rồi, chị cái phấn đó các bạn ơi. Làm một lần là lên tông. Chị chưa làm, nhưng mà một tí nữa chị sẽ chụp hình cho các bạn xem. Bạn Quyên Nguyễn hỏi chị là có đau không hả chị? Không có đau. Chị là sợ đau lắm luôn á, nhưng mà làm bên đây không không có bị đau. Nên em an tâm nha. Lý Thu Thảo, tôi xác định là năm sau, từ giờ cho tới năm sau là tôi sẽ đóng vai đẹp, tôi không đóng vai khổ nữa. Cho nên là tôi sẽ làm cái này để tôi đẹp. Liệu trình này khoảng 2 triệu mấy á bạn ơi. Liệu trình trung bình từ 5 đến 10 lần nha bạn Thái Nguyệt Thiên Ngân. Ông dớ coi, mặt mà ông á là ông nhôm ông nhát, mà ông có một chút à, mà ông làm chắc 200 ngàn. Bên đây là có làm cho nam nha em. Bên đây á mấy chị làm, mấy chị massage đã lắm. Cho nên nhiều khi chị không có làm gì hết, chị cứ qua đây để chị làm sạch da mặt thôi, chị cũng lết qua đây để cho mấy chị rửa mặt với chị massage. Serum mà chị Lan đang được thoa ở trên da
collagen vàng nha mấy bạn. Serum collagen vàng. À, mấy bạn hỏi hỏi chị là sao môi chị xài son nhiều mà nó mới thâm. Thế tại chồng chị hung chị hoài. Nên mấy em lấy chồng đi nha. Lập gia đình ổn định, tinh thần thoải mái thì các em sẽ đẹp. Địa chỉ ở đây là 438 Võ Văn Tần nha các bạn. Ngay góc Cao Thắng. À, có chi nhánh ở Lý Chính Thắng ngay góc Kỳ Đồng và có chi nhánh ở Đà Nẵng nữa. Ờ, hiện hiền hiền trai, chị không mỏi tay mà chị mỏi hai cái nách cũng gần chết. À, Trang Phạm, con Mai nó không có làm cho chị. À, con Mai nó không có làm cho Lan mà nó đứng nó canh me. Mặt bị sẹo rỗ hả? Sẹo rỗ thì các bạn qua các bạn lăn kim cho nó đầy cái cho nó giảm cái sẹo đó đi. Thì sau đó là chúng ta làm cái này thì đang nghĩ là nó sẽ đẹp hơn. 2,8 triệu là một lần á em Nhi ơi. Một lần mình làm là 2,8 triệu. Còn bên đây nó có những cái gói ví dụ như các bạn một lần là đăng ký, các bạn đăng ký cái gói 3 lần á. 3 lần thì nó các bạn sẽ được giảm 30%. 5 lần thì các bạn sẽ được giảm 50%. Và cái gói này sẽ là khuyến mãi duy nhất trong ngày 20 tháng 10 để các bạn có thể dắt những người mẹ thương yêu của mình đến để làm, để đăng ký cái gói này nha. Đang có khuyến mãi á, nên các bạn thích thì mình tranh thủ qua mình đăng ký. Còn không bây giờ mình qua mình tư vấn thôi, đến ngày 20 tháng 10 thì mình sẽ ký hợp đồng cái gói đó. Mình sẽ được giảm. Bên đây hay giảm giá, lâu lâu hay giảm giá lắm, nên mỗi lần giảm giá là tôi hú thật. Dịch vụ này làm không đau nha bạn Ngân. Lăn kim hả? Chị chưa lăn kim bên đây bao giờ nên chị cũng không biết là như thế nào. Nhưng mà chị nặng mụn bên đây thì chị không thấy đau rồi đó. Còn lăn kim thì chắc không đau đâu. Chị cũng không biết. Tí Phương, chị mới vừa nghe cái liệu trình này nè nên chị cũng thấy khá là thích. Mà máy móc thì đem từ Hàn Quốc về, với mỹ phẩm ở ngoài về nên chị cũng an tâm lắm. Chị qua chị làm luôn. Bạn Lê Kiều Oanh hỏi chị Lan là chị đang làm gì vậy chị? Chị đang làm đẹp. Chị đang làm liệu trình trắng da như bạch tiết. Cái phấn vô da để chị khỏi make up nữa. Một chút thì chị sẽ chụp hình báo cáo cho các em xem. Bảo Nhi, em sẽ qua đây để cho các chị bên đây chăm soi da cho em. Thì sẽ coi là da của em sẽ làm một lần, hai lần, hay ba lần, hay là bốn lần nha. Chứ mình không có quy định là mình sẽ làm bao nhiêu lần hết. Mà nó sẽ tùy thuộc vào da của mỗi người. Hà Giang, thon gọn ở bên đây có một cái liệu trình là nâng cơ. Nó sẽ giúp cho da mặt của mình nó gọn lại. Thì cái dịch vụ này là anh Bình cực kỳ thích, bởi vì anh Bình làm nó rất là hiệu quả. Chị thì chị không, mỗi lần mà chị qua đây thì chị lại ít có làm cái liệu trình đó. Chị thích thổi oxy với lại thổi collagen, vitamin C nhiều hơn. Mình chị không có thời gian để chị theo cái liệu trình đó. Anh Bình thì ảnh có thời gian theo liệu trình đó hơn. Này gì chị? À, massage hả? Sản phẩm sẽ thẩm thấu vào trong da của mình. Đây là cái cây massage. Cây massage Hàn Quốc. Đây là cái cây massage Hàn Quốc. Sẽ làm cho nó thẩm thấu vô da mình một lần nữa. Sau đó thì chúng ta sẽ được đặt mắt mà. Bạn TP, nếu như mà bạn làm xong cái liệu trình
cái collagen vi điểm như thế này thì da của bạn sẽ giữ mãi được cái tông trắng sáng từ 2 đến 3 tông bạn nhé. Cái này thì một tuần là một lần ha, tùy da các bạn quá tối hoặc là vừa vừa thì ở đây sẽ tư vấn cho các bạn là các bạn làm trong vòng bao lâu, bao nhiêu lần. Hiện tại thì Nan đang làm liệu trình cấy phấn cho da, đó là tên tiếng Việt, còn tên tiếng Anh thì nó là Snow White Skin, và làm tại Palace Spa, địa chỉ 438 Võ Văn Tần ngay góc Cao Thắng, có một chi nhánh nữa ở đường Lý Chính Thắng ngay góc Kỳ Đồng, và có chi nhánh ở Đà Nẵng. Chè trần nè, tôi khắc cốt ghi tâm cái câu này nha, mặt thon gọn hay mặt mâm gì em cũng yêu hết, mai mốt mà hết yêu đi rồi biết với tôi bằng chứng. Tiếng chị từ nào giờ nó vậy đó em, La Chi. Ai thích thì sẽ nói là dễ thương, trẻ trung, còn ai không thích thì sẽ nói là nó già và nó thấy ghê. Này là 2 triệu 8 đồng làm bạn nhé. Bạn Tiểu Ly, bạn Tiểu Ly hỏi chị là cái này bật mấy tông vậy chị Lan? Có cải thiện thâm không chị Lan? Bật từ 1 đến 3 tông, thì cho nên là chị nghĩ là mấy cái thâm thì nó sẽ mờ. Tại vì nó bật tông da lên thì mấy cái thâm nó cũng sẽ mờ theo. Chị nghĩ là vậy. Một chút nữa chị sẽ chụp hình báo cáo cho em biết nhé. Yeah. Bé Thảo, em có thắc mắc là em lấy chồng rồi mà môi em vẫn thâm hả? Em đổi cách hung đi em. Thay vì nào giờ mình hung trong phòng ngủ, bây giờ mình hung ngoài bếp chẳng hạn. Liệu trình từ 5 đến 10 lần bạn nhé, để đảm bảo cải thiện cho bạn từ 2 đến 3 tông và giữ mãi cái tình trạng da cho bạn như vậy đó. Bạn Tubi Coni, chị là một người rất là nghiện mỹ phẩm, đặc biệt là son, cho nên là trả lời câu hỏi của bạn Girl Cosi là chị xài son gì. Chị xài tùm lum hết, cái nào mà chị thích là chị xài, nên là nhưng mà dĩ nhiên là mình phải nghiên cứu. Người ta nói tiền nào của đó thì cũng đúng chứ không phải là không, nhưng mà không phải là cái nào mà nó quá đắt tiền thì nó sẽ tốt. Mỹ phẩm, tất cả các loại mỹ phẩm thì nó sẽ tùy thuộc vào da của mình có hợp hay không. Cho nên là em, nếu mà em môi em dễ bị dị ứng, dễ bị thâm thì em nên xài những cái mỹ phẩm có tiếng một chút để mà nó đảm bảo về mặt chất lượng. Còn môi em mà dễ chịu thì em có thể thử dùng những cái loại mỹ, những cái loại son mà được một những cái loại son handmade mà bây giờ các bạn hay bán ở Việt Nam á. Bạn khi mà bạn kết thúc liệu trình, kết thúc liệu trình làm từ 5 đến 10 lần tùy vào tình trạng da của bạn, thì tình trạng da của bạn sẽ vẫn giữ tông từ 2 đến 3 tông bạn nhé. Bạn Thanh thích hỏi chị Lan đang làm dịch vụ gì vậy ạ? Chị đang làm Snow White Skin, da trắng như bạch tiết sau khi làm xong. Đây là một cái liệu trình cấy phấn cho da, thì các bạn sẽ không cần phải trang điểm mỗi ngày, mà da các bạn cũng sẽ trắng mịn giống như là đã đánh phấn. Thì cái này nó rất là phù hợp cho những ai thích làm đẹp, cho những ai thích trang điểm, thì từ đây về sau là sẽ đỡ tốn thời gian mỗi sáng make up và mỗi tối tẩy trang. Rất là tốt cho da đúng không? Đúng rồi, tại vì nó có cung cấp collagen cho da. BBA, để trả lời câu hỏi này cho các bạn, có một bạn hỏi rất là hay là BB kem BB cấy trên mặt là tinh chất dưỡng da hay là BB cream trang điểm bình thường. Thì xin thưa với các bạn thì đây là cái collagen. Collagen là cái tinh chất dưỡng chứ không phải là nó là kem phấn, nhưng nó là cái collagen vàng thì nó phù hợp với cái màu da của mình.
để cho da mình giống như là đã được đánh phấn, chứ không phải là mình cấy cái phấn trang điểm vô da. Tại vì cấy cái phấn trang điểm vô da là hư da luôn đó nha các bạn, đừng có hiểu lầm nó là cái phấn trang điểm nha. Để phấn trang điểm mình xài vô da là mình phải tẩy trang mỗi ngày chứ không thôi da mình hư hết. Ở trên đây có soi da, các bạn lên đây các bạn sẽ được soi da để coi tình trạng da của các bạn đang như thế nào. Da mụn không làm dịch vụ này được nha bạn, bạn phải điều trị mụn xong rồi thì mình hãy chuyển sang dịch vụ này làm nha bạn Su Su. Sẽ lau sơ lại để mình đắp mặt nạ cho nó sẽ thẩm thấu. Bây giờ là tới cái bước mình sẽ lau sơ những cái dưỡng chất này ra, những dưỡng chất dư này nè. Mình lau nó đi, mình làm sạch da mặt lại rồi mình đắp mặt nạ. Bích Châu Nguyễn này chị mới trả lời rồi đó, thì cái này là collagen vàng. Là những cái dưỡng chất đặc trị cho cái công nghệ này, chứ nó không phải là cái kem phấn trang điểm để mà mình cấy vô da. Bởi vì cái kem phấn mà mình đánh lên mỗi ngày mình còn phải tẩy trang uống hồ chi, mà mình cấy vô da là hư hết. Cho nên cái này là người ta cấy cái dưỡng chất cho mình. Thì mình gọi nôm na, khi mà mình dịch ra tiếng Việt á, mình gọi nôm na là mình cấy phấn cho da, chứ thật ra nó không phải là như vậy. Nó là làm trắng da, trắng da, làm da trắng hồng mịn màng tự nhiên như là trang điểm. Sống buồn không bao giờ hư da, bởi vì người ta cấy cái collagen cho mặt em. Collagen là một cái dưỡng chất rất là tốt cho da, thậm chí em còn phải tìm những cái loại collagen mà dạng thuốc để em uống nữa. Cho nên là làm cái này thì chị thấy là ok, chị muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn biết làm đẹp cho đời. Địa chỉ 438 Võ Văn Tần, quận 3, ngay góc Cao Thắng, một chi nhánh nữa là Lý Chính Thắng ngay góc Kỳ Đồng, và ở ngoài Đà Nẵng cũng có một chi nhánh. Mụn cám vẫn làm được dịch vụ này nha chị Ly Phạm. Trừ khi là mụn cám thì nó không có liên quan tới cái chuyện lồi lõm về bề mặt da, cho nên mình làm được. Còn mụn bọc thì mình phải trị mụn bọc, mụn li ti mình phải trị, nói chung là mình phải trị cho da mình nó láng trước đã, rồi sau đó mình mới điều trị tới cái việc màu da. Cám vẫn làm được bình thường nha mọi người nha. Cầm điện thoại nãy giờ không mỏi tay, chỉ mỏi nách thôi. Làm không được kiên nhẫn gì hết. Đúng. À, thông báo lại là các bạn, ngày 20 tháng 10 là cái ngày lễ của Việt Nam, cho nên là các bạn ở Palace Bar có một cái chương trình khuyến mãi cho các bạn. Đó là cái dịch vụ cái phấn cho da này á, là nếu mà các bạn đăng ký một cái gói 3 lần thì sẽ được giảm 30%, gói 5 lần thì giảm 50%. Vậy chắc gói 10 lần giảm 100% quá. Đó thì các bạn nếu mà muốn thử hoặc là có nhu cầu thì các bạn tới đây đăng ký. Chi phí điều trị mụn thì chút xíu nữa mình sẽ inbox bạn nha, bạn Trần Vũ Khánh Đoàn. Liệu trình này thì 2,8 triệu một lần, và các bạn tùy vào da của các bạn, da màu tối màu quá hay là trung bình màu thì nó sẽ là các bạn làm trong vòng bao lâu thì các bạn sẽ được tư vấn ở đây. Các bạn lên spa các bạn sẽ được tư vấn miễn phí. Elin Nguyễn, em cảm ơn chị. Khi nào chị về thì chị nhớ hú em để chị tặng quà cho em nhé. Ái Mỹ, da mắt đen thì mình lấy mắt kính đen mình đeo vô. Mấy bạn hỏi khó quá, con mắt làm sao mà để cái cây massage đó vô được, cái xì ba nào mà nó gan nó dám làm cái mắt cấy cái phấn vô trong con mắt, nói tôi nghe coi, tôi báo công an liền. Đó, mắt thì mình sẽ có cái liệu trình mắt riêng, mà mắt tôi đẹp rồi.
làm đi. Nên tôi khỏi làm. Cái này giữ cũng khá lâu, cũng mấy tháng nữa mà các bạn biết giữ da. Các bạn ơi, mình làm đẹp, ngoài cái chuyện mà mình tới spa để mà mình làm đẹp, nó còn phụ thuộc vào cái việc các bạn chăm sóc da của mình mỗi ngày nữa. Chứ không phải là các bạn phó thác cái mặt của mình cho spa, rồi sau đó cái da của mình nó lại không như ý của mình, rồi các bạn lại đổ thừa cho spa là làm dịch vụ không tốt đó. Hoàn toàn là không đồng ý. Các bạn về các bạn phải biết ý thức về việc chăm sóc da của mình. Ví dụ về việc ăn uống thức khuya, các bạn thức khuya quá nhiều thì chắc chắn da các bạn sẽ có mụn. Cho nên các bạn không thể nào mà không có ở đâu mà người ta bảo đảm nhan sắc cho các bạn suốt đời được. Các bạn phải ngoài cái việc mà làm những cái liệu trình chăm sóc ở spa thì về nhà các bạn vẫn phải chăm sóc cho mình. Ví dụ các bạn không có thời gian đi spa để chăm sóc thì trong cái khoảng thời gian đó thì các bạn ở nhà các bạn rửa mặt sạch rồi đắp mặt nạ rồi ở nhà. Những cái loại mặt nạ rất là dễ làm hoặc là rất là dễ mua ở bên ngoài. Và phải dĩ nhiên là có mụn mà đừng có khều khều giống tôi. Khều khều không, tôi có cái cục này nè. Cho nên là cái việc mà chăm sóc da đó là cái việc ý thức của mỗi người nữa, chứ không thể nào mà phó thác hết cho thẩm mỹ viện. Rồi đến tiết mục mà đắp mặt nạ bạc. Tới tiết mục đắp mặt nạ bạc. Đắp vô là đời bạc như vôi. Rồi giống siêu nhân quá. Anh mình. Bunny đâu rồi? Bunny vô coi em nè. Woman super woman nè. Rồi vậy thôi đi về. Nhưng có mặt hôm nay trời quay mắc cười quá. Nè đúng Halloween. Mũi nè, chẳng có mũi không. Lan đang được đắp mặt nạ bạc nha mọi người. Đây là mặt nạ bạc là một trong những bước mà bắt buộc là phải có ở trong cái liệu trình mà cấy collagen vi điểm nha các bạn. Khi các bạn làm dịch vụ thì bên mình sẽ đắp mặt nạ này cho các bạn, cũng giống như đắp cho chị Lan vậy đó. Nói chung nãy giờ Lan làm gì là khi các bạn lên làm các bạn sẽ được làm vậy, tại vì nó là một cái từng bước. Chứ không phải nói lên rồi thì dặm phấn rồi. Vợ cái tham đắp á, rất là thích á. Đây, vợ bác thăm đắp cái mặt nạ này. Tôi là vợ Thanh Bình nên tôi cũng được đắp luôn. Thi Trần, cô đang ở Ballad Võ Văn Tần. Nè, có bạn vô comment nè, thấy mịn hơn hồi nãy 50% luôn đó chị. Đúng rồi đó, chị cũng thấy vậy, nhưng mà tại vì chị chưa chụp hình lại cho các bạn coi. Để đắp mặt nạ đồ xong này nọ hết rồi chị sẽ show ra cho các bạn thấy. Đặng Ngân bớt khều mụn đi nha. Chị bị một cục rồi, chị buồn lắm rồi nè. Cô chọt cho mắt tôi luôn đi. Dạ xin lỗi chị. Các bạn hãy lên đây làm cái liệu trình cái phấn cho da, các bạn sẽ được đắp một cái mặt nạ để các bạn đi chơi Halloween. Liệu trình này có phù hợp với người nám da không chị? Bạn Nguyễn Mai hỏi cái câu này cũng rất là dễ thương. Đó là rất là phù hợp với lại cái người bị nám, bị tàn nhang. Bởi vì khi mà da của mình lên tông thì chắc chắn là những cái nám, những cái tàn nhang đó nó cũng sẽ lên theo. Mà lên là lên theo chiều hướng là nó sẽ mờ đi. Cho nên là rất là phù hợp với người bị nám. Người bị nám làm liệu trình này nó sẽ có hiệu quả hơn á. Hiệu quả thấy rõ hơn á. Nhưng mà dĩ nhiên là để mà nó trắng lên thì các bạn phải lâu hơn là những cái người có da bình thường. Được rồi. Chừa mỏ tôi ra để tôi nói chuyện nữa nha. Liệu trình này là 2.8 triệu một lần. Và ngày 22 tháng 10 sẽ là một cái ngày
quên, ngày 20 tháng 10 sẽ là một ngày khuyến mãi cho các bạn. À, các bạn đăng ký 3 lần thì các bạn sẽ được giảm 30%, đăng ký gói 5 lần sẽ được giảm 50%. À, vỏ thì hồng thắm, da em trắng rồi em làm chi? À, hồi nãy giờ câu hỏi này chị, cái câu này chị trả lời rất là nhiều, nhưng mà chị vẫn kiên nhẫn để chị trả lời các bạn, đó là không phải là mình, cái tiếng Việt của mình gọi là cấy phấn cho da, để cho dễ hiểu rằng là da mình không cần phải trang điểm nhưng mà nó vẫn sáng giống như là trang điểm. Nó không phải là phấn, mà cái mình cấy vô trong da mình đó là cái collagen vàng, là cái loại đặc biệt để cho cái công nghệ này. Và mình gọi là cấy phấn để cho nó dễ nghe và dễ hiểu thôi, chứ nó không phải là cấy phấn nha các bạn. Cũng đó, tôi đắp mặt nạ đi vô nhìn mắc cười, nhìn vui. Đi spa mà được vui vậy cũng đỡ lắm. Càng vui thì sẽ càng đẹp á chị. Sống buồn, cái phấn như thế này tốt hơn, đẹp hơn hay đánh bóng da sẽ đẹp hơn? À, tùy cái sở thích của em thôi. Em thích da em bóng thì em đánh bóng, còn em thích da em sáng mịn, hồng hào, tự nhiên như là mình đã trang điểm thì em sử dụng dịch vụ này. Tùy do cái đó là do sở thích của mình thôi. Chúng ta sẽ đắp mặt nạ này trong vòng 20 phút nha chị Lan. 20 phút hả? Dạ, 20 phút chị Lan. 20 phút nữa thì tôi sẽ như bạch tiết. Mình xông hơi lạnh ha. À, đắp mặt nạ này là mình phải xông hơi lạnh nữa. À, bạch tuyết mà, nên phải xông hơi lạnh chứ. Đang cho con bú có làm được không chị ơi? Có ảnh hưởng gì không ạ? À? Không. Mấy chị ở đây nói là phụ nữ có thai đang cho con bú làm cái này không ảnh hưởng gì hết, tại vì nó không liên quan tới máu me. Mà làm trên mặt chứ không có làm trên cái bầu ngực, nên không ảnh hưởng đến tuyến sữa. Thi Trần, da có mụn thì em nên trị mụn trước khi đi, trước rồi em hãy làm cái dịch vụ này ha, cho mình đẹp hơn. Hoàng Anh Tuấn, mấy cái mỹ phẩm thì em tự nghiên cứu, tại vì tùy à, mình cảm thấy là mình phù hợp với da, mình phù hợp với lại cái nào thì mình xài cái đó. Chứ cái mấy cái này thì chị không dám tư vấn, chị chỉ dám giới thiệu những cái mà chị xài chị cảm thấy ok. Spa này tên là Bella Spa, 438 Võ Văn Tần. Võ Thị Hồng Thắm, làm cái này để cho da em khỏi cần trang điểm, da em vẫn láng mịn, hồng hào, sạch sẽ, đẹp đẽ, trắng mịn. Ở bên đây ngoài cái chuyện làm đẹp thì nó còn có cái chuyện làm cho cái người thân chủ tới đây cảm thấy rất là thư giãn, rất là sảng khoái, bằng những cái ngón nghề dò đầu bứt tóc. Trời ơi Huỳnh Huyền, sao lấy tiền em? Không có cái gì mà không tốn tiền, cái gì cũng phải tốn tiền hết. Dĩ nhiên là em vẫn phải dưỡng da nha Phạm Trang. Tại vì da của mình càng lớn thì nó sẽ càng mau lão hóa. Thì các em nên chăm
tự chăm sóc cho da của mình bằng cách dưỡng da. Dưỡng da mỗi đêm. Dưỡng da chống nắng điên cuồng. Siêu không có cái gì mà đảm bảo cho em suốt cả đời được đâu. Nên ví dụ như em làm tùy da của em làm có thể từ 5 lần đến 10 lần. Xong rồi sau đó thì em không cần phải làm nữa, nhưng mà dĩ nhiên là trong khoảng thời gian khoảng từ 6 tháng đến 1 năm gì đó thì những cái dưỡng chất này nó hết tác dụng thì em phải làm lại, chứ nó đâu có làm suốt đời được đâu. Triệu Dung, bởi vậy tôi cũng lo chuyện bao đồng lắm, cho nên là tôi vừa làm tôi vừa livestream cho mọi người coi, mọi người thích thì mọi người đi làm, nên tôi cũng mệt mỏi lắm, bữa nay là không hề thư giãn được một chút nào, để giờ còn bị mỏi hai cái nách nữa. Elin Nguyễn, năm nay em ăn Tết ở bên Mỹ rồi, cho nên chắc là chị về tháng 2 chị về Việt Nam, thì nếu mà chị ở lâu đến khoảng tháng 4 thì có lẽ là em về Việt Nam kịp với chị. Liệu trình này thì một tuần mình làm một lần nha Lê Ngọc Trâm, một tuần mình làm một lần đến đến khi mà, tức là khi mà mình lên đây thì nhân viên tư vấn họ sẽ nói cho mình biết là mình cần làm trong vòng mình cần làm mấy lần thì da mình nó sẽ trắng hoàn toàn rồi mình không cần làm nữa. Đó, rồi sau khi mà mình hết liệu trình thì tầm khoảng gần cỡ năm, nếu mà các bạn biết giữ da của mình. Liệu trình này 2,8 triệu một lần nha các bạn ơi. Bạn ấy đang dê, đang thọt tay vô lưng. Minh Hằng, Lê Ngọc, đúng rồi. Collagen là một cái nghiên cứu. Này là khoa học nghiên cứu đàng hoàng nha, chứ không phải tôi nói xạo đâu. Khoa học nó nghiên cứu ra một cái loại, một cái collagen này rất là tốt về cái mặt mà nhờ chăm sóc da. Qua đây vừa làm đẹp, vừa được thư giãn, vừa được tâm sự nữa. Mấy chị buồn buồn, mấy chị hay tâm sự lắm. Rồi nãy giờ tôi thấy trái tim mất trời luôn. Thảo Nhi, Lê Thành chị bán lâu lắm rồi em ơi. Thu Hà, địa chỉ 438 Võ Văn Tần, ngay góc Cao Thắng nha em. Ở Lý Chính Thắng cũng có một chi nhánh ngay góc Kỳ Đồng, ở Đà Nẵng cũng có chi nhánh. Minh Hằng, Ngọc Lê, em làm bất cứ cái liệu trình nào em cũng cần phải đầu, em chưa đi chăm sóc da bao giờ thì em đều phải lên đây và mấy chị sẽ soi da và tư vấn cho em cần làm cái gì nhé. Em Lê Nguyễn, chị về đây đi, em sẽ dắt chị ra đây làm spa. Nhi Nguyễn, đi ra nắng nếu như không xài kem chống nắng thì da nào cũng sẽ bị hư hết. Cho nên là mình tự bảo vệ mình thì mình phải xuyên bôi kem chống nắng, thậm chí đi xe hơi cũng phải bôi kem chống nắng. Bởi vì mấy cái tia UV nó sẽ xuyên qua mấy cái kính xe. Nên các bạn, và các bạn đừng nghĩ là các bạn đeo khẩu trang bịt kính mít thì nó sẽ không ăn nắng, nó vẫn ăn nắng như thường. Các bạn cần phải chống nắng. Da đang có tí mụn thì cho hết mụn đi hen. Hết mụn đi rồi làm cho nó đẹp hơn chứ không dị trơn. Làm được thì vẫn được đó, nhưng mà nó sẽ không đẹp. Nó sẽ không đẹp bằng da láng mịn.
Đà Nẵng ở đường nào? 60 Nguyễn Văn Linh chị. 60 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Tiểu Vy. Hạnh Nguyễn, làm dịch vụ này thì không cần make up đâu. Chị, tại vì da nó sáng rồi, em không cần make up. Em chỉ thêm một miếng, nếu mà thích thì thêm miếng má hồng thôi. Trời ơi, cái này nó không phải là phấn em bôi mặt, mà được cái vô da, mà nó là collagen, cái vô da cho da em nó đẹp, cho nó trắng, nó sáng, nó mịn, giống như em đánh phấn. Cho nên là em không cần phải tẩy trang. Cho nên là tẩy trang có bị mất đi hay không thì chị xin trả lời là em không có trang điểm thì em tẩy trang chi. Tú Tú Phạm, sau liệu trình này nếu như mà em không có sử dụng nữa thì cũng không vấn đề gì, bởi vì nó cũng không có làm cho da mình xấu đi, mà nếu như mà em không biết chăm sóc da thì dĩ nhiên là nó sẽ xấu, cái đó là điều chắc chắn rồi. Em vẫn phải chăm sóc da thường xuyên, vẫn phải dưỡng da, đừng có để cho da mình bị cái gì hết ha. Phụ thuộc thì không phụ thuộc đâu, chị tin là như vậy. Một tí nữa mình sẽ để địa chỉ lên cho mọi người biết nha. Nguyên, tại em hỏi một cái câu rất là vô duyên nên chị không muốn trả lời em. Tô Bích Thảo, chị xài cũng nhiều loại lắm, chị xài của The Face Shop, của Chanel. Tùy, Shiseido chị cũng có xài. À, ẩn số chị không có làm cho nên là chắc em lộn người rồi đó. Siêu thị may mắn thì chị có làm. Như Xuân, nó sẽ tùy vào cái da của em đang ở cái mức độ như thế nào thì em sẽ xài cái loại kem chống nắng nó phù hợp với lại cái da của mình ha. Da em có hay trang điểm hay không, hoặc là da em chỉ cần chống nắng, em không trang điểm nó lại khác nữa, nó tùy. Cho nên là em, chị không biết cái nào là hiệu quả đâu, da em nó có hợp hay không. Bây giờ chị đang ở spa em. Hay Na Nguyễn, bao nhiêu tuổi thì mới làm được dịch vụ này? Trời ơi, sao tôi biết được? Khi nào em trưởng thành em sẽ làm được dịch vụ này? 18 đến 35, 40 là được chị. 18 tuổi trở lên. Không phải, tại em nói nhiều quá. Có nhiều chị đợi kết quả tội nghiệp quá. Sắp xong rồi chị, 20 phút nữa xong rồi. 15 phút, 10 phút nữa. Đó, mặt nạ nè. Em bị mụn thì em nên trị mụn trước đi đã, rồi em xài cái này thì nó sẽ đẹp hơn. Nguyễn Phan Trâm Anh, phải tùy coi cái sẹo của em nó ở mức độ nào và sẹo từ đâu ra thì mới biết được là sẽ có cái liệu trình cho em. Em nên tới đây để tư vấn cái gói trị sẹo nha. Liệu trình này sẽ làm mờ vết thâm của mụn. Địa chỉ là 438 Võ Văn Tần, quận 3, gốc Cao Thắng, và chi nhánh ở Lý Chính Thắng, gốc Kỳ Đồng, và chi nhánh ở đường ở thành phố Đà Nẵng. Đình Quân, tôi ngủ rồi, ai la chim với mấy chế.
chị đang đắp mặt nạ bạc. Trong cái mặt nạ bạc này là trong cái liệu trình cái phấn cho da của Velaspa. Trời ơi, làm đẹp đâu liên quan tới ăn vặt đâu, beo la beo trần. Anh Bình không có đi chung em ơi. Anh Bình anh không có thích trắng. À, em ơi, Ruby ơi, em phải lên đây cho mọi người tư vấn em chứ em hỏi chị về chị cũng không biết. Liệu trình trị mụn với chị Thăm phải coi coi mặt em như thế nào thì mới 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 biết được là em sẽ điều trị cho em như thế nào nha. Dưỡng da đúng rồi. Nãy giờ là có cái câu nói này là thuộc khoái nhất nè. Hứa Văn Cường, dưỡng da để chồng hung. Chính xác. Chồng hung và đẹp mỗi ngày để đi quay phim cho các bạn. Không có chê. Liệu trình trẻ hóa da thì chi phí bao nhiêu? Đó, cái nào cũng phải tùy vào tình trạng da của mình. Cái tốt nhất là các bạn cứ lên đây, các bạn nghe tư vấn miễn phí, không có tốn tiền. Soi da cũng miễn phí luôn nha. Soi da cũng miễn phí luôn, không có tốn tiền. Thì Pinky, cái liệu trình cái phấn cho da này thì nói chung là tùy vào da mình để sáng hay không sáng, hay quá tối hay như hay nám hay như thế nào đó. Thì mình sẽ điều trị trong bao lâu nha. Rồi phải lên đây để soi da. Ngọc Khanh Tường, Ngọc Khánh Tường gì đó. Đâu, thấy là ngược làm nghệ sĩ vui mà, đâu gì đâu khổ. Em lông hơi nhiều. Muốn đi tiệt lông nhưng chưa biết ở Đà Nẵng chỗ nào tiệt an toàn. Bị lát luôn. Bị lát là đặc biệt. Tiệt lông nách là khỏi chê. 6 tháng sau mới tiệt lại. Vậy chị tiệt lông nách bên bị lát không? Ở Đà Nẵng là 60 Nguyễn Văn Linh nha Ngân. Hứa Văn Cường, bình thường ông xã chị cũng hung chứ em. Tại vì da chị bình thường cũng hơi đẹp đẹp. Bây giờ đẹp hơn rồi chắc được hung nhiều hơn. Ngày mai chị đi quay rồi béo ơi. À, hỏi ở đâu chị không biết hỏi gì luôn. Ở Sài Gòn. Sài Gòn là địa chỉ 438 Võ Văn Tần ngay góc Cao Thắng và có chi nhánh ở đường Lý Chính Thắng ngay góc Kỳ Đồng. Ủa cái câu đó đọc giống như đọc thần chú vậy ha. Nãy giờ nói thì cả chục lần nữa. Mà tại có mấy bạn vô sau á, bạn không thấy không nghe. Đây là siêu nhân bà. Super woman. Silver Woman. Rồi, tới giai đoạn quan trọng bỏ mặt nạ ra sẽ thấy nàng bạch tiết lấp ló. Tóc chị đẹp lắm á. Cắt rồi nè. Em phải qua đây cho mọi người tư vấn nha Vân Bùi để biết là da em bị dị ứng là dị ứng như thế nào. Nhiều loại dị ứng lắm. Tóc chị mượt là do chị ít nhuộm. Các bạn nhuộm tóc nhiều á nên tóc các bạn sẽ không bao giờ mà đẹp được.
chị gọi dầu gội đầu của Shiseido. Shiseido mua bên Nhật á, chị nhờ bạn chị mua. Chị mới làm lần đầu tiên cho nên có thể là nó sẽ sáng hơn da lúc đầu một chút xíu. Chị phải kiên trì chị làm. Da chị thì chắc làm có chừng 5 lần là đẹp. Ủa vậy sao kịp ta? 7 đến 11 tôi bay. Kịp luôn hả? Từ 5 đến 7 ngày một lần. Tôi qua Mỹ là khỏi trang điểm luôn. Kỳ này Lan đi Mỹ Lan khỏi trang điểm các bạn ơi. Da Lan vẫn đẹp, Lan vẫn tự tin. Tự tin tỏa sáng. Đúng. Nó là con tôi sẽ phát sóng vào ngày 26 tháng 10 trên kênh SCTV 14 vào lúc 20 giờ 45 phút mỗi ngày nhé, Tô Ánh Nguyệt. Tăng Mỹ Liên đúng rồi, chị mới vừa nghe tới dịch vụ này nên là chị đi làm liền. Chị nghiên cứu chị thấy nó hợp lý cho chị. Đeo trần, tôi lột mặt nạ ra là tôi đi về rồi. Ở đây có chị thăm mắt không? Không. Ở đây không có chị thăm mắt. Vùng nhỏ nhỏ không có làm cái vùng bự không à. Thiên kim. Tóc sơ lắm. Làm sao để tóc đẹp? Em đừng có nhuộm tóc nha. Em thức khuya cũng là nguyên nhân làm cho tóc không đẹp. Đây, đây, giai đoạn quan trọng. Sáng đẹp quá ha. Các bạn thấy nó sáng hơn rất nhiều. Sáng hơn nhiều so với lại cái da của chị lúc đầu. Tại vì hồi nãy các bạn cái livestream đầu tiên á thì các bạn sẽ thấy rõ hơn về cái da của chị. Bây giờ nó sáng hơn nhiều nè. Sáng quá. Đẹp quá. Các bạn có thể thấy là da của chị Lan hiện tại sáng hơn lúc đầu rất là nhiều. Những đốm hâm cũng mờ đi hẳn và da rất là mịn và bóng. Thật ra bình thường thì chị cũng ít khi nào trang điểm khi ra đường lắm, nhưng mà là nói chung thì da thì mỗi nó tuổi lớn rồi nó sẽ xấu đi, cho nên là cũng bớt, cũng không có tự tin như 2-3 năm trước. Nhưng mà bây giờ nếu mà có cái liệu trình này mà nó hiệu quả như vậy thì chị sẽ tăng cường, chị sẽ làm nhiều để mà chị sẽ tự tin. Chi phí là 2,8 triệu một lần nha bạn Teresa Hà. Wow, là chị Lan đẹp quá. Không, rất rõ ràng là sáng hơn rất nhiều. Cái này là cái cam livestream là quay bằng cái cam thường cho nên là các bạn thấy rất là rõ, không có vi va, không có vi véo gì hết trơn. Nên các bạn cảm nhận nó sẽ ok. Chút xíu nữa các bạn có thể coi lại cái hình ảnh của chị Lan trong cái clip đầu tiên á, các bạn sẽ thấy rõ cái sự thay đổi của chị Lan hơn. Hứa Văn Cường, em bớt soi đi nha, cái đốm đen này hồi đầu nó đen thui đó em. Góc này mập nè. Mập à? Nè, góc không mập nè, để em chỉ cho. Đó, ây da, đó, góc này không mập nè, đúng không? Thôi, chắc còn mập hơn. Ủa vậy hả? Ừ, người ta chụp, người ta biết cách. Liệu trình này 2,8 triệu một lần nha em. Em sẽ làm từ 5 cho đến 10 lần tùy vào da của mình. Đẹp quá à, các bạn ơi. Thực tình là rất đẹp luôn á. Đang rất là hài lòng. Khỏi đánh phấn Phước.
thiệt, tôi làm cỡ chừng 3 lần nữa thôi tôi khỏi đánh phấn. Bà Quỳnh, mai là tôi chắc ông Nghĩa quay luôn, quay góc nào tôi cũng đẹp, cũng trắng hết đó bà Quỳnh. Đừng có chọc tôi nữa. Vậy là chị Lan đã kết thúc cái liệu trình mà làm cái collagen vàng với điểm rồi. Hẹn các bạn vào những cái clip lần sau của chị Lan nha. Bye bye. Xong rồi đó, trắng đẹp rồi, bây giờ đi về chồng thôi. Xin nhắc lại một lần cuối cùng là Lan đang làm cái liệu trình cái phấn cho da, mà cái này không phải là phấn trang điểm đâu nữa, các bạn đừng hiểu lầm, mà là thật sự nó là tên tiếng Anh, nó là Snow White Skin, tức là mình đẩy cái collagen vô trực tiếp trong da của mình để cho da của mình nó trắng, nó sáng giống như là mình đánh phấn. Thì cho nên rằng là các bạn theo cái liệu trình này từ 5 lần cho đến 10 lần á, thì da các bạn nó sẽ trắng mịn tự nhiên giống như là các bạn đã được trang điểm sẵn. Thì Lan, đối với Lan thì Lan thấy đây là cái liệu trình nó rất là hiệu quả cho cái người mà hay make up đi quay như mình, thì Lan giới thiệu đến các bạn. Và cái nơi spa Lan làm thì đó là Palace Spa 438 Võ Văn Tần, ngay góc Cao Thắng. Nó có chi nhánh ở đường Lý Chính Thắng ngay góc Kỳ Đồng, và có chi nhánh ở 60 Nguyễn Văn Linh đường ở thành phố Đà Nẵng. Đây là cái spa Lan theo 2 năm rồi, nên Lan nói chung là Lan rất là an tâm khi mà đến spa này, bởi vì ở đây có những cái dịch vụ, những cái máy móc, những cái mỹ phẩm nó rất là ok. Nói chung là 2 năm rồi mà da mặt càng ngày càng đẹp, chứ không phải là mình tới mình làm rồi da mặt mình hư luôn thì Lan sẽ không dám giới thiệu với các bạn. Bây giờ thì mình về với người ấy đây. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong cái livestream lần sau. Kết thúc đâu?